Trên thế giới, trước phiên tòa lịch sử, cựu Tổng thống Donald Trump không giảm nhiệt. Ông Biden hoãn cuộc gặp với lãnh đạo NATO vì đau răng. Mỹ xin gia nhập lại UNESCO. Ukraine tuyên bố lấy lại 7 ngôi làng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công. Tay không leo lên tòa nhà 123 tầng, nam thanh niên bị bắt giữ. Tại Việt Nam, cảnh sát Hàn Quốc bắt 10 người Việt bỏ trốn. Miền Bắc tiếp tục thiếu điện, nước sông Đà cạn trơ đáy. Sai sót đề thi vật lý vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội, tổng điểm chỉ có 9,5. Vụ đề thi toán lớp 10 có câu in mờ, Hà Nội chấp nhận 2 đáp án. Tại Quảng Ninh, chủ tịch phường lái ô tô gây tai nạn thương vong đã ra trình diện. Nguyên Ngọc xin được chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 13 tháng 6 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là tin trước phiên tòa lịch sử, cựu Tổng thống Donald Trump không giảm nhiệt. Vâng thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 6, ông Trump đã đến Miami, tiểu bang Florida, dự kiến sẽ có mặt tại tòa án liên bang vào lúc 3 giờ chiều ngày 13 tháng 6 theo giờ Mỹ để trình diện lần đầu trong vụ án. Ông bị buộc tội lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu an ninh quốc gia và nói dối các quan chức đã cố gắng khôi phục chúng. Vị cựu tổng thống sẽ chính thức bước sang tuổi 77 vào ngày 14 tháng 6, tuyên bố mình vô tội và khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch giành lại vị trí lãnh đạo Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong khi đó, một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos công bố vào ngày 12 tháng 6 cho thấy rằng 81% đảng viên Cộng hòa cho rằng các cáo buộc với ông Trump lúc này là có động cơ chính trị. Ông Trump tiếp tục dẫn trước các đối thủ của mình trong cuộc bầu cử tổng thống của đảng Cộng hòa với khoảng cách khá xa. Khoảng 43% những người tự nhận là đảng viên Cộng hòa cho biết ông Trump là ứng cử viên ưa thích của họ, 22% lại chọn thống đốc Florida, ông Ron DeSantis. Ông Trump đã phát biểu trước một đám đông ủng hộ ở Georgia vào cuối tuần qua. Ban vận động tranh cử cho biết ông sẽ đưa ra một tuyên bố vào tối ngày 13 tháng 6 khi trở về New Jersey. Cũng trong ngày 12 tháng 6, theo Reuters, Tòa Bạch Ốc thông báo Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã hoãn cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ông Jens Stoltenberg và nhiều sự kiện khác do ông phải phẫu thuật lấy tủy răng. Trong cuộc phẫu thuật, ông Biden được gây tê cục bộ, tuy nhiên không cần phải chuyển giao quyền hạn cho Phó Tổng thống Kamala Harris theo tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Bác sĩ Tòa Bạch Ốc, ông Kevin O'Connor cho hay, Tổng thống đã có cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp và không có biến chứng. Ông Biden là người lớn tuổi nhất từng giữ chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Cả tuổi tác lẫn sức khỏe của ông hiện đều là tâm điểm chú ý của cử tri khi ông có ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Mỹ xin gia nhập lại UNESCO. Vào ngày 12 tháng 6, Cơ quan Văn hóa và Khoa học của Liên Hợp Quốc UNESCO thông báo Mỹ sẽ gia nhập lại vào tháng tới và chi trả khoản nợ gần 550 triệu đô la. Hoa Kỳ đã rút vào tháng 12 năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump với cáo buộc thiên vị chống Israel và quản lý yếu kém. Mỹ là một trong các thành viên sáng lập UNESCO và đóng góp khoảng 22% ngân sách, tương đương với 75 triệu đô la Mỹ cho tới năm 2011 khi tổ chức này công nhận Palestine là quốc gia thành viên. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hồi tháng 12 năm ngoái đã mở đường cho Mỹ khôi phục tài trợ cho UNESCO. Ngoại trưởng Antony Blinken vào tháng 3 nhận định Mỹ nên quay trở lại UNESCO vì tại đây đang diễn ra những điều quan trọng khi cơ quan này đang nghiên cứu các quy tắc, chuẩn mực và tiêu chuẩn cho trí tuệ nhân tạo. Ukraine tuyên bố lấy lại 7 ngôi làng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công. Cũng vào ngày 12 tháng 6, Reuters dẫn nguồn theo thông báo trên mạng xã hội của Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Malia, rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công đến nay, quân Kiev đã lấy lại được 7 ngôi làng ở khu vực Donetsk và Taprivs, tiến được 6,5 km và kiểm soát được thêm 90 km2. Reuters nói không thể xác minh tất cả các tuyên bố chiến trường, tuy nhiên bình luận rằng mặc dù chưa thể coi là bước đột phá nhưng đã là thành quả một bước tiến bộ nhanh nhất trong 7 tháng qua. Theo chiến báo này, thì quân Kiev còn cách bờ biển Azov khoảng 90 km, họ phải đoạt lại phần đất này nếu muốn cắt đứt hành lang trên đất liền nối Nga với bán đảo Crimea. Cùng ngày, một phát ngôn viên quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã cho nổ một con đập trên sông Mokhizali để khiến các lực lượng Ukraine khó tiến sâu hơn về phía nam.
Sự việc xảy ra một tuần sau vụ con đập Nova Kakhovka trên sông Donetsk bị phá hỏng, làm ngập lụt và ảnh hưởng lớn đến cư dân vùng Kherson vừa qua. Trong khi đó, Moscow vẫn chưa chính thức thừa nhận bất kỳ tiến bộ nào của Ukraine, nhưng các blogger quân sự nổi tiếng của Nga cho biết các lực lượng Kiev trên thực tế đã chiếm 3 ngôi làng, đồng thời đang tiến về phía nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken nói rằng còn quá sớm để nói chính xác cuộc phản công của Ukraine sẽ diễn ra ở đâu, nhưng Washington tin tưởng Kiev sẽ tiếp tục thành công. Để kết thúc phần tin thế giới hôm nay là một tin tức đời sống. Thưa quý vị, các nhà chức trách Hàn Quốc vào ngày 12 tháng 6 cho biết một nam thanh niên người Anh đã bị bắt giữ khi đang leo lên tòa tháp cao nhất ở nước này. Theo cơ quan cứu hỏa Seoul, hơn 90 nhân viên khẩn cấp, cứu hộ và cảnh sát đã được điều động đến tòa nhà Lotte World Tower cao 123 tầng sau khi phát hiện ra vụ việc. Khi cậu thanh niên leo lên đến tầng 72 thì được đưa vào bên trong tòa tháp qua hệ thống thông hơi và được phép đi xuống bằng thang máy của tòa nhà. Truyền thông Hàn Quốc xác định thanh niên này là nhà leo núi tự do Joaquin Thompson, khoảng 20 tuổi. Anh này khai có mang theo dù và muốn nhảy dù từ đỉnh tòa nhà. Trước đó, anh đã bị bắt vào năm 2019 khi leo lên SARS, một tòa nhà cao nhất tại Anh. Anh đã bị kết án 6 tháng tù và thụ án 3 tháng. Đến năm 2021, anh đã leo lên một tòa tháp 36 tầng ở khu Stratford phía đông London. Anh ta đã bào chữa hành động của mình rằng vì muốn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Vừa rồi là tin thế giới và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin tại Việt Nam. Cảnh sát Hàn Quốc bắt 10 người Việt bỏ trốn. Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Sở Cảnh sát quận Gwangsan, thành phố Gwangju, Hàn Quốc cho biết, đến ngày 12 tháng 6, toàn bộ 10 người Việt bỏ trốn đã bị bắt giữ. Trong đó, 7 người tự đến đồn cảnh sát và văn phòng quản lý xuất nhập cảnh Gwangju để trình diện, 3 người còn lại bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong khu công nghiệp và nhà người quen. Khác với những thông tin ban đầu, 10 người bỏ trốn đều là những lao động cư trú bất hợp pháp, trong đó một số đã mượn tạm danh tính của những người là lao động cư trú hợp pháp khiến cho cảnh sát bắt nhầm. Sở Cảnh sát quận Gwangsan sẽ điều tra tách biệt hai tội danh đánh bạc và bỏ trốn của nhóm lao động Việt Nam. Cả 10 người này đều sẽ bị cưỡng chế trục xuất về nước sau khi vụ án được xử lý. Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, cảnh sát thành phố Gwangju đã bắt giữ 23 người Việt về hành vi đánh bạc, số tiền cược khoảng 15 triệu won, tương đương với 11,6 nghìn đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian đợi thẩm vấn, 10 nghi phạm đã bỏ trốn khỏi sở cảnh sát khu vực qua một ô cửa sổ nhỏ, rộng 90cm, cao 20cm. 10 người còn lại có thái độ không hợp tác với cảnh sát, liên tục nói rằng không biết gì về những người bỏ trốn. Thưa quý vị, liên quan đến năng lượng tái tạo, vào ngày 12 tháng 6, Bộ Công Thương cho biết lưu lượng nước về hồ thủy điện trong ngày 11 tháng 6 giảm mạnh so với ngày 10 tháng 6. Như vậy, sẽ có khoảng 5.000 MW không huy động được từ 8 nhà máy thủy điện là Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Hội Quảng, Tuyên Quang, Thác Bà, Hùa Na và Bản Vẽ. Tính đến ngày 11 tháng 6, mực nước ở nhiều hồ thủy điện miền Bắc đều đã trên mực nước chết, trừ nhà máy thủy điện Hòa Bình. Ở phía nguồn cung nhiệt điện, cũng ngày này đã có 6 nhà máy điện than khu vực bị giảm công suất. Ngoài ra, có một số tổ máy bị sự cố từ ngắn ngày khoảng 550 MW đến dài ngày khoảng 2.100 MW. Khó khăn về nguồn điện khiến cho miền Bắc phải giảm tải công suất tiêu thụ và ở nhiều tỉnh thành tiếp tục cắt giảm điện. Liên quan đến dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, tính đến ngày 11 tháng 6 đã có 51 dự án tổng công suất là 2.852 MW trình phê duyệt giá điện tạo. 40 dự án tổng công suất 2.367 MW đã ký hợp đồng mua bán. 8 nhà máy đang thí nghiệm, 14 nhà máy đã thí nghiệm xong và 9 nhà máy đã vận hành thương mại. Tại Hòa Bình, những ngày qua dòng sông Đà chảy qua thành phố đã cạn, mực nước tại nhiều khu vực giảm, lộ ra những bãi cát sỏi ven bờ khiến cho tàu thuyền khó di chuyển. Mực nước giảm sâu, sông Đà cạn trơ đáy làm lộ thiên nhiều quả đạn pháo, đạn cối 80mm ở hạ lưu sông. Lãnh đạo thành phố cho biết, nhiều khả năng những quả đạn pháo này còn sót lại từ thời chiến tranh, cảnh báo người dân về những khu vực nguy hiểm. Quay trở lại với kỳ thi vào lớp 10, thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua ngày 12 tháng 6 ở Hà Nội, các thí sinh đã dự thi vào lớp chuyên vật lý thuộc các trường trung học phổ thông chuyên, trường có lớp chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện bài thi môn vật lý trong 150 phút. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Xuân La, quận Tây Hồ, sau khi xem đề, một phụ huynh đã phát hiện tổng điểm bài thi chuyên chỉ có 9,5 điểm chứ không phải là 10.
phụ huynh cho rằng đề thi như vậy là không hoàn chỉnh. Trao đổi về vấn đề này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, hội đồng ra đề đã kiểm tra và xác nhận đề thi môn vật lý vào trường chuyên lớp 10 có sơ suất. Tại câu 4 của đề thi, khâu soạn thảo đã ghi nhầm điểm 3 thành 2,5 điểm. Như vậy, thang điểm đúng từng câu của đề thi môn vật lý đó là câu 1 1,5 điểm, câu 2 2 điểm, câu 3 2,5, câu 4 là 3 điểm và câu 5 1 điểm. Tổng số điểm là 10. Hội đồng ra đề khẳng định hướng dẫn chấm của câu 4 vẫn là 3 điểm và tổng điểm của các câu trong đề là 10 điểm. Dự kiến vào ngày 14 tháng 6, Sở sẽ công bố đáp án và điểm cụ thể của các môn thi vào lớp 10. Năm học 2023-2024, 4 trường chuyên của Hà Nội tuyển gần 11.300 học sinh vào lớp 10, trong đó mỗi em được chọn tối đa 2 trong 4 trường để đăng ký dự tuyển. Trường có thí sinh dự tuyển đông nhất với hơn 4.100 em đăng ký là trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông. Tiếp đến là trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An, quận Tây Hồ với hơn 3.200 em. Đứng thứ 3 là trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, quận Cầu Giấy với hơn 2.800 em. Và đứng cuối cùng là trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn Tây, thị xã Sơn Tây có hơn 1.100 em đăng ký. Cũng tại Hà Nội, liên quan đến vụ đề thi toán lớp 10 công lập không chuyên có câu hỏi in mờ, vào chiều ngày hôm qua ngày 12 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã quyết định sẽ có 2 đáp án gồm đáp án đã xây dựng và đáp án với thí sinh có đề in mờ, tương ứng với thí sinh hiểu nhầm có dấu trừ trước một biểu thức. Như vậy, thí sinh làm ý 1 câu 3 bài thi môn toán vào lớp 10 theo cách nào thì nếu làm đúng cũng sẽ được chấm và tối đa là 1 điểm. Ông Hà Xuân Nhâm, trưởng phòng giáo dục Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay, sau khi kiểm tra, hội đồng nhận định nội dung đề thi không có sai sót, quy trình in sao đề đảm bảo quy định. Tuy nhiên, quá trình in sao có sự cố kỹ thuật khiến một số đề bị in mờ, đứt quãng ở dấu gạch ngang một số phân số, gây hiểu nhầm cho thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định sẽ rút kinh nghiệm tại các kỳ thi tiếp theo. Một thông tin gây chú ý tại Quảng Ninh. Vào ngày 12 tháng 6, chính quyền thành phố Uông Bí cho biết người gây ra vụ tai nạn giao thông vào đêm ngày 9 tháng 6 khiến một người tử vong và một người bị thương đã ra trình diện. Người này được xác định là nam, 37 tuổi, chủ tịch phường Trương Vương, thành phố Uông Bí. Trước đó, vào lúc 19h30 phút ngày 9 tháng 6, tại quốc lộ 18A, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, người này đã điều khiển ô tô hiệu Ford Everest và đã va chạm mạnh với xe đạp điện và một xe máy đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến cho người đi xe đạp điện 60 tuổi, trú tại khu Nam Trung, phường Nam Khê tử vong tại chỗ, người đi xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, do hoảng loạn và sợ nên chủ tịch phường Trương Vương đã lái xe rời khỏi hiện trường và hiện đã trình diện. Điều đáng nói là nạn nhân tử vong là người thân trong gia đình của chủ tịch phường gây tai nạn. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Kính chúc quý vị buổi trưa an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại.